Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách nướng nem nem nướng mua ở Mỹ nha. Cái này là mình đã nướng xong rồi, giờ nó đang còn nóng á, không hỏi à. Để lấy kéo nó ra cho các bạn chiêm ngưỡng. Không hỏi luôn, không phức. Đó. Chờ mình thích là mình đặt mấy cục viên viên rồi nè. Đó, đẹp chưa? Rồi để đây. Chúng ta sẽ bắt đầu xử nó. Em nướng này thì làm xong các bạn ăn với cơm với bánh mì cũng được nữa. Có đồ chua thì ăn với cơm hoặc ăn với bánh mì. À, còn nóng hổi luôn. Giờ không? Cắt ra để kéo đó. Cắt nó thử miếng nha. Rồi. Bốc khói luôn đó nha. Ăn thử coi. Rất là ngon, thơm, vị vừa ăn. Ngon. Cái này á mình làm nó hơi chín quá. Các bạn rút kinh nghiệm để nướng cho nó vừa thôi. Đừng để bị khô quá. Nó còn chút nó chút nước có chút chảy nước còn chảy mấn mỡ á, nó gọi là chút gì á, nó mới ngon đó. Quá gì ngon luôn, nó sảy nè. Bịch này á mua ở ngoài chợ á, ra mấy chợ tàu á và mấy chợ Việt Nam á, ở bên này cũng có dân á, tùy hiệu khác nhau thôi. Ở Houston hoặc là Cali có rất là nhiều. Ra mấy chợ Việt Nam, Hồng Kông 4 hoặc là gì đó. Mà chợ tàu có bán nem nướng. Bịch nem nướng này là nem nướng gì lô hội gì đó. Mình không nhớ nữa, mà có mấy đồng mà 6 mấy đồng gì nè. Mà được như đây cục á là bạn ăn được 2 ngày luôn á. Rồi. Đây. Nồi cơm. Nấu nóng hổi thơm phức luôn, cơm chín rồi. Trước khi nướng cái này, chỉ khoảng tốn đây cơm trắng nóng hổi bốc lửa khói luôn. Trước khi nướng cái thịt này thì nấu cơm đi, nướng cái này có khoảng có 10 phút thôi, xong rồi bắt cái nồi lên đây, mở nước lên, rửa đậu que xong bỏ vô miếng đậu que luộc. Mình làm biến cắt lắm đó, bỏ vô vậy đợi cho nước nó sôi lên là chín đậu que xong. Cơm canh đạm bạc, thịt nướng, thịt nem nướng ăn với cơm trắng chấm đậu que với nước tương sa tế rồi xong. Ok, chúc mình sẽ cho các bạn coi sau khi mình nấu hoàn chỉnh, dọn lên nó đẹp mắt như thế nào. Hay, chào các bạn. Đây là tiếp tục sau khi mình đã nấu xong. Nước mắm, nước tương sa tế để chấm với đậu que, chấm với tương sa tế. Đây là nem nướng. Nãy quay rồi đó. Giờ đậu que này chỉ luộc thôi. Và chấm với nước tương này ăn với cơm rất là ngon. Đơn giản, là cho sinh viên ở Mỹ. Nè, cái món này là dễ nấu nhất luôn á. Không biết nấu ăn, nấu dễ thôi. Cứ rau luộc hoặc là đem rau luộc
mà rau gì bỏ về nấu canh, hoặc là mua gà về nướng lên, hoặc mua nem nướng lên, hoặc là mua gà về luộc chiên lên nữa là xong. Vừa ngon, bổ và rẻ. Ok, cảm ơn các bạn đã đón xem video này. Video này hơi bị xàm một chút nhưng mà nói chung là cũng vui. Tại vì show các bạn là cách nấu ăn rất là dễ, không cần phải cầu kỳ ăn cao cao lương mỹ vị gì hết. Để lần đậu que luộc, nem về nướng lên nào, ăn với cơm trắng với tương sa tế hoặc tương ớt là ok rồi. Cảm ơn các bạn đã đón xem. Chúc các bạn một ngày mới tốt lành ở Việt Nam. Còn đây là mình đang ở Mỹ nên mình đang ăn cơm buổi tối. Chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại vào video tiếp theo.